Ui, nó nằm ở đây này, nó nằm ngay đây luôn. Hy vọng là bắt được nha. Một tí nha mọi người. Đây, phần phước thường nghe sao. Chào mọi người nha. Giờ Túc phát hiện ở dưới cái con suối sau nhà của mình á, có con cá nheo nha. Cá nheo to lắm, đi theo cặp hay sao á. Thì Túc sẽ gắng Túc nhìn Túc bắt nó nha. Mọi người nhớ theo dõi nha. Từ con cá thì nó ở trong cái bụi lùm đó mọi người. Mọi người thấy suối không? Đó, trong bụi lùm đó nha. Giờ Túc sẽ quăng cái chài đây, mình sẽ chặn chỗ này. Túc sẽ lên đó Túc lùa con cá xuống nha. Okay. Cá to lắm. Còn thủy quái mọi người ơi. Nay Túc Nguyễn gặp thủy quái này nha. Nay mình chạy xuống rồi mình chặn đầu đó nha. Đấy. Đây gắn bắt thủy quái nha. Nay mình chặn đây. Tí nữa mình lùa nó thì nó xuống đây nó sẽ mắc lưới nha. Chậm chậm thôi để nó lội mất tiêu. Nay gặp thủy quái mọi người ơi. Đúng rồi, đây có cái cây. Sẽ máng vào cái cây này mọi người. Xuống đây chặn khúc này lại. Tí nữa xuống đây là mắc vô đây nha. À, đi thủy quái ở đâu nó bơi suối gần nhà mình. Hy vọng là bắt được nha. Chặn ở dưới đây cho kín kín. Okay. Kín nha. À, tí nữa thủy quái nó sẽ chui vô đây nha. Giờ mình lên trên mình lùa xuống nha mọi người. Phát hiện hai con nè, mà nó chui đâu rồi. Ở dưới đây chai lọ rồi nhiều lắm nha. Nó chui lên tới đâu ta. Nó trốn ở đâu rồi mọi người ơi. Trốn trong đây. Một con lưới nè. Cẩn thận mới được. Cá này nó đâm phát là nhức lắm nè. Tôm hùm đất mọi người. Có tôm hùm đất nha. Chắc cá nó vô nó ăn tôm hay sao á. Đây nè. Đây một con tôm. Trời lạnh rồi, tôm nó yếu yếu rồi nha mọi người. Bắt này, bỏ đây. Bỏ đây nha. Ui. Nó nằm ở đây này. Nó nằm ngay đây luôn. Đụng hết hồn luôn. Rồi sao ta? Không lẽ bắt luôn ta?
bắt tay không luôn mọi người. Nếu mà xảy thì nó sẽ xuống ở dưới lưới, không sao đâu, nằm ngay đây luôn, đụng cái hết hồn luôn, đụng nó rồi. Ê, trời ơi, cá này đông nhất lắm đó nha. Đụng cái mình nó chân nhất luôn. Đây nè, đụng cái đầu nó rồi nha. Đây, giữ cái đâm nha. Ủa, cái đang nhích cái đầu bằng tay mình luôn. Ua, dính rồi mọi người. Dính rồi. Quá đã luôn, không cần lưới luôn nha. Gặp cá thủy quái, gặp dân miền Tây là thua rồi. Ủa, nhiều mạnh lắm nha. Như là mình phát hiện hai con nữa nha, giờ mình bắt trước một con nha. Đây nè. Ôi, nhìn thấy cái mỏ nó chưa? Đây chưa? Bây giờ Túc sẽ quăng lên bờ nha. Ok nha. Này có mồi rồi nha. Cái nhào miệng nó nè. To thiệt luôn á. Túc sẽ quăng lên bắt con thứ hai nha. Đây. Đây nha. Ok chưa? Ok, bắt con thứ hai nha. Hai con. Còn một con nữa. Ui. Nó đang ngay chỗ cổ luôn. Trời ơi. Con lành rồi. Mình thấy cái đuôi nó nè. Sao nó hiền dữ ta? Đây mọi người, cái đuôi nó nè mọi người. Sao cá này nó hiền quá. Chắc trong đây có ổ nó rồi. Quá đã. Con thứ hai nha. Ui. Nó có cái hang. Nó bơi nhẹ lắm nha. Ủa, con này to rồi. Mà dính cái đầu nó rồi nha. Ui, con này to. To hơn con nãy luôn. Nè. Ôi trời. Cá không biết nó có nhiễm phóng xạ không mà sao nó hiền dữ vậy. Đây. Hai con nha. Vòng vòng biết còn con nào không nè. Rửa sạch sạch mọi người con nha. Cá này gặp người miền Tây thì thôi rồi. Đây, hai con thủy quái mọi người. Tôi sẽ dục lên bờ nha. Quá đã luôn, lần này có mồi bén rồi. Và nha, ngay chân cái cây trái mướp luôn nè. Quay. Ôi, nó rớt không? Mạnh nha, không yếu đâu. Giờ tiếp tục, Túc sẽ mồi dài ở đây có còn không nha. Ôi, trong đây hang sâu lắm mọi người ơi. Chắc nó lên đến nó đẻ rồi. Cá tới mùa đẻ rồi. Không thì mình bắt tôm hùm đất nha. Đang con tôm hùm đất bị gùng càng hết rồi. À, đây nè. Chắc bị cá nheo nó táp á. Cá nheo nó táp. Tôm nó gùng càng hết rồi. Thank you.
con nè. Chắc là có hai con cá nheo mọi người. Tôi sẽ bắt tôm hùm đất ha. Cái lợi của mình đặt thì có một con tôm nó chui vô. Đây tôi mở xem mọi người xem. Nhưng mà không hiểu sao nó lại chết nha. Đây. Bị cục đuôi rồi, chắc bị con gì cắn rồi. Ok, tôi sẽ đặt lại nha. Con này dính. Tôm nha. Cắn. Đây 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 đây. Ok cho mọi người. Đấy. Hai con với một con tôm chết nha. Thôi được rồi, lúc sẽ bắt ba con tôm này thôi. Cuốn chạy nha mọi người, lên mình xử lý cá nheo nha. Chuẩn bị cuốn chạy thôi, tôm sẽ quất lên nha. Ôi, tôm nó kẹp nè. Hy vọng là lần sau lại có thủy quái nữa nha. Quá đã hai con cá này nè. Mình sẽ chế miếng món gì đây mọi người? Cá này chắc nấu lẩu măng chua quá. Tôi sẽ nấu lẩu măng chua cho mọi người vậy. Xem mình thưởng thức nha. Okay. Lên kia chiếm lợi phẩm nha mọi người. Đây giờ tình thủy quái à, nó giờ nó bẩn hết rồi. Con này khoảng như 7 tấc. Tôm này thì nó bị cục gâu hết rồi này, chắc là ở dưới bị cá nheo nó táp á. Cá nheo vô nó ăn tôm nè, táp cục gâu hết. Như đây nè, đây còn một con nữa. Ui, nó chung vô bụi rồi mọi người. Đây, đây nó dậy xuống đây nè. Đã chưa? Hai con. Đây. Mọi người biết cá này làm món gì ngon không? Giới thiệu cho Túc nha, cho quê Túc miền Tây thì cá này ít lắm, chỉ có cá chê thôi. Mình sẽ đi vô. Tôm hùm đất. Ở dưới còn nhiều tôm lắm mọi người, nhưng mà thôi mình bắt bao nhiêu thôi. Đây cái chài này, hôm nay là tay không bắt cướp luôn rồi. Ui, thằng cá này là như là nó cắn nhau hay gì nè, chảy máu nè. Okay. Nó sẽ chế nước đó nha, chế nước mình rộng nó tí đi nha. Nó mạnh lắm nha mọi người, mạnh lắm, nhưng mà không hiểu sao mình bắt nó lại im ru luôn. Sẵn có chai nước đây mình. Lấy chai nước mình chế mình rửa nó luôn nha.
cá này không biết nó có nhiễm phóng xạ không mọi người, có nên ăn không, mà nó thấy nó ngon quá. Giống như thịt cá trê luôn, nhưng mà cá này nướng lên chắc nhức cái nách luôn. Rửa ra thì cái da của nó, ô nãy giờ nó nhảy trên đó, trên bụi cây nó bị chạy hết rồi nha. Mình sẽ rửa cái con to nhất nè, coi nó nghiên cứu rồi nó bị gì. Này mọi người, hình như là chắc nó cắn nhau rồi. Cá nheo ở miền Tây mình thì hầu như là không có luôn. Râu nè, hai con râu. Miệng nè, miệng này răng bén lắm nha. Mình thử cho mọi người coi nha. Có cái tọng gì. Đó. Này, người nghe rụ rụ không? Răng người tay mà đưa vô chắc nó cắn cục luôn á. À, bây giờ tốt xe tạm thời chút rộng ở đây. Thì mình sẽ nghiên cứu cái món gì đặc biệt nha. Bắt được hai con rồi phát hiện thêm một con cá nheo con nữa nha mọi người. Phải lấy cái gỗ này bắt nó nha. Đây đây đây, vô đây vô đây vô đây. Ui, chạy nhanh lắm luôn. Chui trong đây rồi mọi người. Mình sẽ lừa nó vô cái rổ này nha. Em bắt cá giật đơn giản không mọi người. Nãy chắc hai cá nheo bố mẹ, giờ thêm cá nheo con nữa. Ở Nhật quá dễ bắt cá luôn. Này, cá nheo con nha. Cá nheo thì con này thì nó lanh hơn. Ôi, vô tình vớt gần cá lồng tông luôn. Em chơi, em chơi. Ở đây mà mòn thôi, chắc còn nữa. Thôi nhưng mà tạm thời mình bắt ba con thôi nha. Đây, tôi sẽ cho mọi người coi. Cá này đầm nhất lắm nha, cẩn thận mới được. Khỏe chưa? Cá nheo thì nó ăn mồi, là ăn mồi cá lồng tông hoặc là tôm hùm đất nha. Khỏe lắm mọi người. Ở đây y hệt cá trê bên mình. Cẩn thận nha. Cá này nó đầm nhất lắm cho nên là Túc phải cẩn thận. Mọi người không biết thì không nên chạm vào nó nha. Đây chưa? Cá này quá bén luôn. Tặng thêm cá lồng tông, nhưng mà cá lồng tông này không bắt nha, thả. Ok, lên thôi. Tạm thời Túc sẽ bỏ gọng cá nheo trong cái thùng xốp nha mọi người. Đó, ba con. Im giờ. Một buổi sáng của mình nha. Cái chài này không cần chài luôn, chỉ cần tay không bắt thôi. Không biết nó có nhiễm phóng xạ không thôi nha. Đây, sắp nha, mình sẽ đẩy nắp lên nha. Vùi cho nó mấy lỗ. Okay. À, bây giờ Túc sẽ nướng cá nha mọi người. Này, Túc sẽ nướng hai con cá này. Còn con cá nhỏ này thì Túc sẽ thả nha. Không mạnh lắm rồi.
rất là mạnh luôn. Đây, chú sẽ thả con cá nhỏ nha, để năm sau nó sẽ lớn nha. Thì mình sẽ ăn hai con cá bự. Cá bự mình sẽ nướng nha mọi người. À, mọi người thấy loại không? Khỏe nha, nó chui chui đây, nó ăn tôm hùm đất nè. Đi ngay nha, bye bye. Năm sau, hẹn mày năm sau nha. Đây, bây giờ tôi sẽ tiến hành lúc làm thịt con cá này. Rồi mình sẽ nướng nha mọi người. Đây, tôi có chuẩn bị nồi nước nóng nè. Tí nữa mình cạo nhớt nha. Còn cái này là gia vị, gồm có tỏi nè, ớt nè, gừng, xả nha. Thì mình sắc gia vị trước, xong rồi mình sẽ làm cá nha mọi người. Sẽ băm sơ sơ thôi, mình ướp nha. Đã băm xong nha mọi người. Sắc xong rồi mình sẽ để tí muối nha. Một tí muối. À, muối nè. Bột ngọt nha. Hai muối ngọt. Bột ớt. Ớt xanh lá. Đỏ nha. À, tiêu. Tiêu xay. Cho nhiều tiêu cho thơm nha. Ok. Giờ mình sẽ làm cá nha mọi người. Mọi người thấy con tôm nè, con tôm đứng ngoài ngoài nha. Tí nữa Tốt xe xuống dưới Tốt bắt thêm vài con tôm nữa nha. Càng cục gâu cho bị mấy con cá nheo nữa đớp đớp nè. Cá nheo đớp cục.
Rồi bây giờ tôi sẽ làm cá nha mọi người. Giờ Túc sẽ chế nước sôi, nước sôi khoảng 60 độ thôi nha mọi người, để lên cá nha. Mình sẽ gạo nó. Cá này thì nhớt hơi nhiều nha. Nó dài chưa? Nhớ cho sạch ăn mới được nha. Sẽ ướp gia vị. Đây. To chưa? Nặng luôn. Hai cá này chắc thịt lắm luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ ướp nha mọi người. Chả tỏi các kiểu. Nhét vào bụng con cá nha. Biết có nhiễm phóng xạ không nữa nha. Ăn mà nhiễm phóng xạ mai mốt mình đi máy bay về Việt Nam chứ không được đâu. Ăn trước rồi tính sau nha mọi người. Chứ cá nó ngon quá. Tức cho nó thấm nha mọi người. Tầm để tầm khoảng 30 phút là ok rồi. Tha đều nha. Con cá nó từ màu vàng mà mình làm tới màu đen luôn mọi người. Mình làm mài mò từ hồi sáng tới giờ khoảng 1 tiếng nha. Cho ăn xả nhiều vô. Cái bụng á. Cái này cá này giống cá chê bên Việt Nam mình. Ướp nướng chấm mắm gừng. Ui, nhiệt cái nắp nè. Okay. À, bây giờ Túc ướp trong vòng 30 phút thì vừa ướp mình sẽ vừa phơi nắng nha mọi người. Phơi nắng cho nó ráo. Nó ráo dạng như cá một nắng vậy. Mình nướng nó sẽ thơm nha. Ngon. Để tạm trong đây nha. Để đây mình sẽ lấy cái vỉ mình sẽ đậy nó lại. Không thì phê ăn hồi chứ còn chắc quả nó tha đi nó tiêu nha. Không được. Giờ vị chưa? Im chưa? Thì ngửa nó lên nha. Con to con nhỏ. Quá trời nhiều gia vị nha. Em mình sẽ lấy cái vỉ dằn lại. Dằn đá lên xíu nha. Cái tạm thời vậy. Đi mài mò hồi thì mình bắt được thêm một con cá nheo nữa nha mọi người. Rồi động suối nè cho mọi người coi cá chết các kiểu. Giờ mình sẽ dèo nó tại đây nha. Nằm đêm nha, đừng có dậy nha, cá này mạnh lắm. Nó dậy bất ngờ thôi nha mọi người. Tôi sẽ dèo nó dưới đây. Ôi nó mạnh. Vũ cái bạch luôn. Dèo tạm nó đây nha mọi người. Mình lấy cái cây chọc vô miệng nó. Để nó táp vô cái tay là cục tay luôn. Sợi sợi sợi.
Cá mạnh quá mọi người. Gặp cắn đầu ghê. Cắn đầu ghê mà. Dây kéo ra không đứt hơn luôn à. Qua rồi. Ok mọi người. Cá gì mạnh. Cá mạnh khủng khiếp luôn. Khi nào mình ăn thì mình sẽ bắt ăn nha. Sống dưới đây. Lên cây này. Ta cột nó lên cây này nha. À. Giống nuôi con bét vậy. Để xuống đây dèo nó cột dây nó ở đây rồi nha. Đấy. Khủng chưa? Thôi cho nó chui đây nó ở đây nha. Ok. Túc đang nhóm lửa nha mọi người. Mình sẽ túc nhóm lửa cho thêm cái đồ khò này cho nhanh nha. Bắn vô mắt nha mọi người. Lửa than thì nó hồng nha mọi người. Sắp nướng được rồi. Mình sẽ lại thăm con cá nha. Con cá mình dèo á. Dèo đây nè. Chậm dưới suối nha. Đó, dưới đó đang dây màu trắng trắng nha. Đây. Cũng sắp chết, gần chết rồi. Gần chết mọi người. Chắc là mình sẽ làm thịt luôn con cá này nha. Đây mọi người, Túc sẽ kéo con cá về đây nha. Mạnh chưa? Vẫn còn mạnh lắm nha, nhưng mà tại vì nước chảy mạnh quá. Mạnh chưa? Nếu mà nhiều nướng con này luôn thì nó nhiều quá mọi người. Xem tình hình nó thế nào á. Bây giờ Túc giải quyết con cá này luôn nha mọi người. Vì nó sắp yếu sắp chết rồi. Đây, con dây anh dèo dưới đây nè. Còn mạnh lắm nha. Chừng đạp cái dây mướp. Đó, nhưng mà nước chảy về thì dèo chắc sáng nó chết thôi. Vậy nó cũng vậy. Hả? Chắc chắc không đứt đâu. Giật lên luôn. Đó, lên luôn. Rồi quăng lên đây đi rồi cắt dây sao. Lụm luôn nha mọi người. Bây giờ Túc sẽ nướng nha mọi người. Cá này Túc ướp rồi phơi một nắng rồi. Nhưng mà một nắng nó cứng rồi nè.
Thấy im chưa? Thịt đỏ đỏ nè. Rồi, lên này lên trước. Ngập luôn. Cái vị không vừa luôn nha mọi người. Đó. Để lên bốc khói liền. Đây, đây em thứ hai. Em này thì nhỏ hơn nha. Wow. Thế thôi. Tôi có chế một tí dầu ăn lên da cho nó đỡ khô nè. Mình thấy em không? Bên đây em đang làm cá. Làm con còn lại nha. Mới để lên nghe thơm thơm nữa nha. Nói chung là dưới đây con suối dưới đây cá rồi cò rồi vịt rồi đủ thứ hết trơn. Tập trung vào chỗ này nè, mướp trồng này nha. Cái này để làm giống. Thủy quái. Cá nướng được một tí nha mọi người. Đây. Phần phước rồi nghe xèo xèo không? Sau một ngày mệt nhọc thì cá im, mình sẽ rưới dầu ăn lên nha. Đây, đây, họ đi chế dầu ăn lên. Đây, quá tiếp. Quá đã luôn. Khói bốc lên nghi ngút rồi mọi người. Có khói mới ngon nha. Ok. Quá tiếp nha. Đây, bây giờ cá chín nha mọi người. Túc sẽ thử nha. Còn một con kia thì nấu canh chua nha. Để sau đi, tại vì cũng tối rồi. Mình sẽ ăn thử review cái con cá này như thế nào cho mọi người xem nha. Rồi, mời mọi người cái khúc thịt ngon nhất nha. Dài, dài, trắng dài, dài, mọi người chưa? Chạy nước miếng rồi. Mời mọi người nha, nóng hổi luôn. Đúng là cá một nắng ngon tuyệt vời luôn. Thịt nè, bốc khói nha. Tình hình là sau một ngày lăn lộn dưới suối nướng cá các kiểu thì cá chín rồi nha mọi người. Mình có kèm thêm hai miếng gà. Đây là cá canh chua con em nấu nha. Tốt sẽ review cá nheo, không biết có phóng xạ không nha, nhưng mà ngon lắm nè. Mời mọi người nha. Đây, chấm mắm gừng nha. Ngập vô. Được rồi. Béo ngậy luôn. Lần sau để mình, nếu mà có con cá là phóng xạ nữa mình giới thiệu mọi người sau nha, chứ nó ngon lắm rồi mọi người nha. Ăn hai miếng ngập mồm. Thôi, giờ clip cũng dài rồi, để anh em mình làm lon bia nha. Rồi hẹn mọi người vào clip sau nha. Bye bye.